chào tất cả các bạn, chào mọi người. Đã không đã lâu rồi mình không có thời gian để làm một cái clip này. Thôi hôm nay rồi mình tranh thủ làm một cái clip. Thì nếu mà anh ấy đã bảo là nhớ ai thì như nhớ là điếu cày, đã chôn điếu xuống thì lại đào điếu lên. Nhưng mà cái điếu chôn nó xuống rồi nó mục mất rồi, nó hỏng mất rồi. Hôm nay mình làm một cái điếu cày bằng ống nhựa PVC. Thì trên tay mình đây là cái nõ để hút thuốc lào. Đây là giới thiệu các bạn, đây là cây ống 48 và ống 27. Và đây nữa là một số cái phụ kiện, đó là cút, côn, đầu bịt để làm được cái điếu này. Thì nó dùng cưa, dùng thước, cưa, thước, keo, các thứ này để làm cái điếu này. Thì ngay sau đây mình sẽ giới thiệu các bạn mình làm cái điếu nó rất là độc đáo và chắc là có 1 không 2 đấy. Mình dùng thước đo đấy thôi, cắt lấy một đoạn ống khoảng độ 30 cm đến 40 cm, ống 48 này các bạn. Cạo sạch sẽ. Bôi keo vào đầu ống ấy. Đây là cái phần đáy của cái điếu các bạn ạ. Thì ở phần đáy thì mình gắn cái đầu bịt. Sau là mình tạo cái lỗ để ra cái nõ gang này vào. Lỗ này rất khó khoan này. Như vậy là mình đã quét xong được cái lỗ. Dùng keo nến bắn vào cho nó kín các bạn ạ.
như này sẽ rất kín khí các bạn này. Đấy, mình bôi keo nến vào nó sẽ rất là kín. Như vậy là mình đã làm xong sau cái phần thân điếu, và đây mới là cái phần mà độc đáo nhất các bạn nhé. Làm cái điếu này là yêu cầu là rất là phải kín khí, nên là các bạn bôi cho nó hơi nhiều keo lên một tí để cho nó đảm bảo kín khí. Khi mình hút thì nó không bị lọt không khí vào, để tránh hiện tượng là chống hơi. Tiếp theo các bạn cắt 4 đoạn như này nữa.
Ok. Vậy là mình đã giới thiệu với các bạn. Thế mọi người, đây là cái đĩa cày mà mình chế bằng ống nhựa PVC và các phụ kiện. Đấy, như các bạn nhìn này. Tí nữa thì mình sẽ, bây giờ mình để nó khô keo đã. Xong thì tí nữa thì mình sẽ đổ nước vào và hút thử cho các bạn xem. Xem là cái đĩa cày này mình chế tạo nó có hay không nhá. Ok, các bạn chờ mình khoảng 15 phút nữa nhá. Mình sẽ quay trở lại và gặp các bạn. Các bạn nhá, ok, cái điếu của mình bây giờ nó khô rồi. Mình đã cho nước vào trong này rồi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ hút thử cho các bạn xem là cái điếu này nó như thế nào. Đây là thuốc lào Tuấn Vũ thôi. Mình chỉ hút được ít thôi, vì ít thôi. Tuyệt vời các bạn ạ. Điếu này hút được đấy. Ok các bạn. Nãy chia sẻ với các bạn cách làm cái điếu cày này. Nó rất là độc đáo, chắc có 102 thôi. Rất tiện các bạn này. Đấy. Thả đây là. Này là rất là tiện, rất là gọn. Là xong. Ok các bạn nhá. Nếu các bạn thấy cái điếu cày này của mình hay, hãy like và chia sẻ cho mình để mình có động lực làm những cái video tiếp theo các bạn nhé. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình.